tôi đã yêu anh từ muôn kiếp nào, cho dấu mai sau đời nhiều bề sau, biết rằng chẳng được gần nhau, đừng đây cay đắng cho nhau, cho cùng đàn là nghiệp thương đau. Tôi đã yêu anh tình yêu ban đầu, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau, mắt buồn thức đã quăng sâu để thương. Xin anh đừng buồn, xin em đừng buồn. Tình chỉ đẹp khi còn dáng dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tôi biết yêu em tình tôi. Chào anh em nhé. Anh em vừa được nghe thử qua một cái chất âm của con Philips 594. Tôi biết yêu em đời tôi. Con này mình tuyển chọn về đẹp xuất sắc. Công suất điện của nó là 195W. Cũng đành chấp nhận. Công suất âm tụ anh em nhé. Bèo mây trong kiếp vấn. 4 con sò nhôm của Motorola. Chất âm của nó cực kỳ là mềm dẻo, cực kỳ là hay luôn. Anh em có thể ghép vào những cặp loa châu Âu. Mình đang kết hợp với nó là một đôi loa Siemens của Đức anh em nhé, RL301. Con này sử dụng một bát 20, một con chép